Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh bán nhà Gò Vấp của 12. Hôm nay kênh giới thiệu cho anh chị một căn nhà giá rẻ Gò Vấp, công chứng Vi Bằng, tọa lạc tại đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích 3x5, một trệt, một lửng, một lầu, hẻm 2m thông, khu chợ Tân Sơn Nhất, giáo xứ Hòa Bình, bệnh viện 175 và sát trường mầm non Hoa Hồng. Căn nhà gia chủ đang rao 1.3 tỷ, còn thương lượng cho khách mua nhanh. Quý vị đừng quên đăng ký kênh bán nhà Gò Vấp và nhận thông báo để được biết thêm nhiều căn nhà khác, và vì kênh sẽ cho lên sóng liên tục. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý đón xem phim. Thân ái chào tạm biệt.